Xin chào tất cả các em cần thủ đam mê cá tầm Trung Quốc. Hôm nay tục lên một clip là 18.000 câu nha em. Thì 18.000 câu này 18.000 câu carbon hàng kiện Nhật. Thì đa phần những cây này chia cho anh em câu đăng xe nhá, câu đăng xe, câu bạc bãi. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nhé, hàng lẩu không dám đếm lên đó. Em xem lại. Rồi cảm ơn em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần rút nha em. Thì cây rút này một cây rút của Shimano. Cái này chỉ cứng cứng 50 dài 3,6 nha em, cứng 50 dài 3,6 hàng Shimano. Đó. Ngoại hình tương đối sáng, bắp Shimano đời cao. Thì cái này sản xuất tại Korea nha mọi người, sản xuất tại Korea, mã code đầy đủ. Fan ship có chụp đầu. Đó. Chụp này chụp của Fuji luôn. Mọi người. Fan ship thắt nha anh em, fan ship thắt. Thì loại này thì chia cho anh em câu lăng xê, câu cha, câu chép, đánh bạc bãi. Hàng nguyên xin cho anh em, bột xít luôn, bột xít màu chày. Lóng trên đây nó có định vị nè mọi người. Đây. Nguyên xin cho anh em, nguyên xin. Ngoại hình đẹp, không xuất sắc gì nhiều hết. Tất cả ok hết. Thì chỉ có một phen nó bị rạn nứt cái này. Đây phen này đây mọi người, nó bị ngoài bị rạn cái này nó, nhưng đảm bảo với anh em là chắc chắn nha, bao chắc chắn nha, ngoại hình đẹp sạch đó. Thì cái này nặng là 324 gram, đọt 2 ly, thu gọn là 97 cm. Rồi cứng 50 dài 3,6 m, giá công khai là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu cộng xếp cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần rút hàng của Daiwa. Đó, dòng Daiwa Helilock. Mọi người, cán cán ba khúc đời cao, foil pro carbon, sơn phủ lớp kim tuyến nè, rất là đẹp luôn. Bass Pussy Daiwa. Thì cái này cứng 80, dài 3,2 m. Hàng này chỉnh, thông số chỉnh cho anh em câu cha nha. Câu cha đánh lăn xê, săn hàng. Câu chép. Anh em có thể đánh bạc bãi cũng được. Đây. Phôi này phôi HS, cứng 50 và 33, hàng của Korea xuất Nhật, mã có đầy đủ sơn, sơn phủ một lớp sơn ánh kim nha mọi người. Đẹp. Thì cái này bộ phen là bộ phen Fuji nha anh em, bộ phen Fuji, hàng nguyên zin nhá, rất là đẹp luôn. Tất cả các lóng đều rất là mới nha mọi người, rất là mới luôn, không có xước xát nhiều hết. Đây. Cứng 80 và 3,6 m thì chỉnh cho câu cha đây, chỗ này đây nó bị xước nè mọi người, không phải xước mà cấp phen nó chạy tới chạy lui á, không ảnh hưởng gì hết. Đây nó bên này còn rất là đẹp nha. Bufusi phen Fuji. Thì cây này nặng là 345 gram, đọt 2 ly 3, thu gọn 117 cm, giá công khai vẫn là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu cộng ship cây số 2. Đây qua cứng 80 và 3,2 m. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Đó, một cây phen lá. Thì cây phen lá này là một cây phen lá Alpha Taco. Cây này nó gãy đầu bu rồi mọi người. Đó, bu được thay là bu Fuji. Cây này em thanh lý giùm khách. Phen lá là phen xít thích nhanh nè, phen xít thích. Đó, thì cái này nó để là cứng 50, dài là 2,4 m. Thì em đo chiều dài thực của nó chỉ còn 2,3 m thôi nha anh em. Em đo chiều dài thực của nó chỉ còn 2,3 m thôi. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 80 rồi, 50-80 rồi đó. Cứng hơn tí. Thì loại này về cho anh em câu trên bè, trên ghe, trên thuyền đó. Đánh anh em câu quật, câu đủ thế loại luôn. Anh em có thể câu cha, câu chép đó. Thì câu cá động cũng được. Thì cái này dài là 2,3 m nha anh em, dài 2,3 m. Em đo chiều dài thiệt của nó luôn. Nặng là 266 gram, đọt 2 ly 8. Rồi giá công khai cây số 3, giá là 800 cộng ship nhé. Nó bị mất một, nó không được phải xin nha mọi người. Thì tiếp theo là cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người một cây cần của Nawiato. Thì Nawiato một thương hiệu nội địa nha mọi người. Thì cây này dài 2,5 m, độ cứng ra tầm khoảng 50 nha nè, 50-80. Thì được cái là cái này sâu bộ phen là bộ phen xít nha nè, cán là cán mốt nè, rất là đẹp luôn.
Đây, fan là fan sheet nha. Đó. Fan sheet. Rất là đẹp luôn, fan sheet bóng. Nguyên bộ nha mọi người, nguyên bộ fan sheet bóng luôn. Đó. Thì tất cả keo này nè mọi người, keo này, tất cả keo này em đi keo lại hết nha mọi người. Đó. Do chỉ nó bị bung nè, đây, chỉ zin của nó đây, nó chỉ em đi keo lại. Thì cần nào đụng keo lại thì báo với anh em. À, chỉ nó bị bung thì em đi lại cho anh em xem. À, phôi cũng còn rất là ok anh em, phôi carbon sẵn. Bát là bát Fuji, tem vàng, dịch ben. À, fan là fan bóng, fan xích. Thì cái này dài 2m5, độ cứng ra tầm khoảng 50-80. À, để em cân nặng cái này xem. Cái này nặng là 250g anh em, nặng 250g, đọt là 1.9. Đó, bullshit nha anh em, bullshit màu trà. Rồi, giá công khai vẫn là 800 nha anh em, 800 cộng ship một cây fan ship nội địa. Quá ok. Đó. Dài 2m5. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 ra cho mọi người một cây còn túi không mọi người? Còn túi. Ok, đến từ thương hiệu của Sumi. Thì cây Sumi này là một hàng thương hiệu của Nhật luôn. Của Hàn Quốc nha anh em, hàng của Korea, Hàn Quốc. Thì cái này dài 3m, cứng là cứng 30. Đó, 3 khúc. Thì cái này thu gọn là 1m, thu gọn là 107 cm, đọt là 21 nha anh em, đọt 21. Chất liệu là chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon còn hợp luôn. Thì ngoại hình cái này tương đối xinh tươi, đẹp. Sau dẫn em xem. Đây này, chất liệu carbon nha mọi người. Bát cũng là bát Fuji, fan cũng là fan xứ xám, Fuji xứ xám nha anh em. Đây, keo chân fan nó bị rạn rạn thế này, bao chắc cho anh em nha, rất là chắc luôn. Đó. Một số fan bị thôi, fan này còn ok nè. Càng còn rất là mới luôn nha mọi người. Cứng 30, dài 3m. Thì loại này chuẩn cho anh em câu chép rồi, chỉ câu chép thôi, câu cha, dạng câu lăng xê. Ngoại hình đẹp. Rồi, giá công khai cây số 5, giá công khai là 800 nha anh em, 800 cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Suzumi. Đó, một cây cần hàng của Korea thích nhật. Thì cây này vẫn còn hợp. Đó. Dài là 3m5 nha anh em, dài 3m5, 3 khúc. Thu gọn là 124 cm, nặng là 285g. Thì cái này đọt là đọt 2 ly nha anh em, đọt 2 ly. Thì độ cứng nó ra tầm khoảng 50 nha anh em, độ cứng 50. Thành phần carbon là 95% đây. Đó. Nói chung thì cái Xiaomi này đẹp. Đó. Cái này chỉnh cho anh em câu cha câu chép. Đó, anh em câu bạc bãi cũng rất là ok luôn. Anh em chất liệu carbon sẵn nha. Đó. Rất là ngầu luôn. Bát bát Fuji tem vàng Japan. Đây nè. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây nè, fan Fuji loại xám, tất cả fan đều ok hết trơn nha mọi người. Đó, tất cả fan đều ok hết. Bu là bu chống sắn đây. Đó, bu là bu xít nha mọi người, bu xít. Carbon sắn, rất là đẹp luôn, xịn sò. Loại này về câu lăng xê, câu chép là khỏi chê đâu được. Anh em câu cha, câu chim. Đó, rất là ok luôn. Carbon sẵn nha nè. Rồi, giá công khai cây số 6, giá 1 triệu nha nè, 1 triệu cộng xếp cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì một dòng cần Daiwa, dòng cần Daiwa cán là cán dẹp nha anh em. Đó, kém đặc biệt. Fan là fan Fuji, loại xám đây. Đó. Keo rất là ok nha, keo nguyên zin nha. Bát là bát Fuji. Đó. Thì cái này dạng phôi là phôi phôi sáng ít nha, hàng nội địa phôi sáng ít. Phôi có carbon whisker nha mọi người. Đó. Cái này dài 2m4. Đọt nó đọt tháp nha em, đọt tháp sẽ tiếp tinh. Đang cargo nè mọi người. Đó. Đây, đó. Đây, nó dạng sẵn cargo thế này. Bullshit nha mọi người, bullshit. Thì cái này dài 2m4 thì chuẩn cho anh em câu trên bè rồi, đó, câu trên bè.
trên thuyền. Dạng bánh lăng xê, dạng này thì anh em có thể câu dạng bao lực. Rồi cái này tính ra tầm khoảng 80 em ơi, 80 80 đến 100. Thì cái này nặng là 260g, khá là nhẹ. Đọt là 1.8 ly, đọt thấp nên nó là cứng đều vô trong nha anh em. Độ cứng của nó là ra tầm khoảng 80 đến 120. Giá công khai cây số 7, giá là 1.2 triệu nha. Tiếp theo cây số 8, thì cây số 8 vẫn là cây tay qua cán dẹp đây. Đó, dạng phôi sẵn carbon vít cơ anh em. Thì cái này dài 25 nha anh em, dài 25. Bát tay qua được cao đây, keo chỉ thì nguyên zin anh em, keo chỉ nguyên zin, phen là phen loại xám. Góc này nó có xuất sắc tí nè mọi người, không ảnh hưởng gì đâu. Hàng bán ra thì anh em cứ kiểm tra thoải mái, lỗi mà không giống clip lên thế này thì trả về cho em. Đọt có là đọt tháp nha anh em, đọt tháp sạch tinh sắn. Bu vẫn là bu xít nè, bu xít phèn ok hết nha anh em, phèn nguyên sinh nha, ok hết, không lỗi lầm, không độ chế gì hết. Quá ok. Thì cái này nặng là 280g, đọt 1 ly 9, độ cứng ra tầm khoảng 80 100. Giá công khai cái số 8, giá vẫn là 1.2 triệu cộng ship nha anh em, 1.2 triệu cộng ship cái số 8. Tiếp theo cái số 9, thì cái số 9 em lên cho mọi người là một cây tay qua carbon vít cơ dòng nội địa anh em. Loại này thì nó là carbon sắn ít nha mọi người, nó carbon sắn ít, sắn tiếp luôn, sắn không còn chỗ để sắn. Bát Fuji tem hoàng đây. Đó. Thì cây này một cây tay qua carbon vít cơ, cứng 30, dài 3 mét. Hàng này hàng chỉ cho chuẩn cho anh em câu chép nha anh em, câu chép, câu cha, câu lăng xê, bù cho bô xít mò chè. Carbon sáng ít nha mọi người. Đó, đọc thắng, đọc tháp carbon caro. Phen thì ok hết nha anh em, ngoại hình thì nó xuất sắc li ti thôi. Đó, ngoại hình xuất sắc đây. Đó. Càng sao cho anh em vậy. Thì chất lượng thì đảm bảo anh em, đánh ngon lành ok. Carbon sáng ít nha anh em, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 340g, đọt 2 ly 7. Giá công khai cây số 9, giá là 1 triệu anh em, 1 triệu giá coi cây số 9, cứng 30, dài 3 mét. Đó. Nói cứng 30 thôi chứ phôi carbon nè, gây tầm khoảng 30-50 được luôn nhanh nè. Đó. Sáng ít. Tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 lên cho mọi người là một cây hàng săn hàng đánh biển, đánh bạc bãi, câu cha, câu chép, câu cha thịt. Thì cái này một cây đai qua dạng carbon vít cơ, carbon sắn ít đây, đó, xước sát nè, đó, cần có xước sát nha. Đó. Cái này nó chỉ chốc lớp xương bóng thôi nha anh em, không ảnh hưởng tới phôi hết. Đó. Phen là phen cầu, phen biển nè mọi người. Đó. Phen rất là chắc nha anh em, keo còn rất là chắc luôn, phen nó chân nó chưa bị rỉ luôn nè. Đó, bù chống sắn, bù biển, bù xít nha, carbon sắn ít nè, rất là đẹp luôn. Ba khúc nha anh em, ba khúc. Thì cây này cứng 80, dài 3m3. Hàng này anh em câu cha, câu chép, câu lăng xê thoải mái. Một số anh em có thể thích về hạ cái phen này xuống, dạng lấy để lên cần lua. Đó. Rất là ok luôn. Phôi này phôi bao chắc cho anh em nha. Rất là chắc, bao nảy luôn. Thì cái này nặng là 480g, đọt là 3 ly 6. Giá công khai cây số 10, giá là 1.4 triệu cộng ship anh em, 1.4 triệu cộng ship cho một cây cần cứng 80, dài 3m3, phen biển, chắc khỏi bàn. Đó. Tiếp theo cây số 11, thì cây số 11 lên cho mọi người một cây tay qua Holylock. Thì dòng Holylock này một dòng Holylock của hàng tay qua sản xuất, nên carbon sắn là carbon sắn ít thế này đây, nó anh em phải thấy. Bát Fuji tem hoàng, phen là phen Fuji loại xám. Phôi sắn thì bao đẹp rồi,
thông số cũng rất là đẹp luôn. Cây này cứng 80 dài 3m3 nha anh em. Hàng chỉnh cho anh em câu tra nhé. Câu tra chép lăng xê câu bạc 7. Carbon sáng ít đẹp nha mọi người. Bô là bô loại xám luôn, bô Fuji. Fan rất là đẹp. Thì cái này ngoại hình nó vẫn có xuất sắc li ti anh em. Xuất sắc li ti. Đọt nó vẫn là carbon sáng ít. Đây. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cây cứng 80 dài 3m3, nặng là 480g. Đó, nặng là 480g, đọt là 3 ly. Thì giá công khai cây số mua 1 giá là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 cây số mua 1. Hàng đẹp, săn hàng. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 em cho mọi người là một cây carbon frost. Thì cây này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7. Chất liệu vẫn là carbon sắn nhít hay da. Thì cái này dài 2m7 nhưng có hai đọt nha anh em, một đọt cứng 80, một đọt cứng 50. Thì hai đọt này thì tùy theo địa hình địa điểm mà anh em xây chuyển đánh, chỗ nào nước nông nước sâu, nước chảy xiết thì anh em đánh đọt 80. Chỗ nào nước cạn tí, nước chảy nhẹ nhẹ thì anh em đánh đọt 50. Đó, rất là thuận tiện nha anh em. Phôi của nó là phôi carbon sáng ít. Đọt là đọt thấp stitin. Đó, fan vẫn là fan xít, ở fan vẫn là fan Fuji đỏ xám. Bát vẫn là bát Fuji tam quan. Hàng đẹp nha mọi người, cây này đẹp, ngoại hình cây này tương đối ok. Sáng ít tít sáng bay. Đọt sẽ tới tên này đang rất là cảm giác nha anh em, rất là báo cá nhảy cá luôn á. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly á, đọt cứng 50, đọt 2 ly 3, đọt cứng 80. Giá công khai cây số 12, giá vẫn là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 cho cây số 12. Tiếp theo cho cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người là một cây trần của Shimano. Thì cây Shimano này một cây Shimano carbon Hipower X. Dòng Hipower X sẵn X này thế này thì rất là hiếm luôn. Thì vẫn có nhưng mà ít có khi nào được những cây nó mới thế này. Đó, hàng nguyên zin. Fan nó là fan Fuji dạo quang nha anh em, fan Fuji dạo quang Shimano, hàng nội địa hai tọc. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Nè, Hipower X Sub. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp nha. Đó, fan Fuji dạ quang nè, bu Fuji dạ quang luôn. Cần nguyên zin, độ mới cái này ra tập khoảng 93% nha anh em, rất là mới. Sáng ít khỏi che tao được, rất là đẹp. Vẫn là hai đọt nha anh em, hai đọt. Thì một đọt cứng là 40-60. Một đọt cứng là 60 và 80, hàng chỉnh cho anh em đi câu nhiều địa hình địa điểm khác nhau. Đó. Thì cái này nặng là 280g, đọt 2 ly 4 độ cứng là 40-60, đọt 2 ly 6 độ cứng là 60-80. Giá công khai cái số 13, giá nó là 1.700.000 nha anh em, 1.700.000 cái số 13, hàng đẹp. Hàng nội địa nhé. Tiếp theo cây số 14. Thì cây số 14 lên cho mọi người là một cây cần của Senqua. Thì cái này còn túi nha anh em, còn túi luôn. Thì cây Senqua này em lên mọi người một cây Senqua cán gỗ nha anh em, sen cán gỗ. Đó, dạng nó giống như cán của Kenyaki anh em. Chất liệu carbon sẵn nè. Bát là bát Fuji tam quang Japan. Đây. Carbon sẵn anh em, cần còn rất là mới luôn. Đó. Còn mới. Xước xác thì gấp ít luôn. Này. Senqua. Fan là fan Fuji loại xám đây, nó đây, keo chỉ còn ok hết nha anh em. Đó. Thì chỗ nào keo nào em đi keo lại thì báo anh em, cây nào nguyên zin thì báo. Rất là đẹp luôn. Thì đây tem nó đây, nó chỗ này nó bị bong chóc cái lớp mà. Cái này bị bong chóc cái lớp
sân bóng anh em, đó, không ảnh hưởng gì thôi nha. Em kiểm tra không kỹ đây, đó, bông chốc lớp sân bóng nè. Thì anh em nào tay nghề cao thì phun lên lớp sân bóng là xong, đó, không ảnh hưởng gì thôi. Thì cái này hai đọt anh em, một đọt cứng 30 50, một đọt cứng 560 80. Thì cái này nặng là 200, nặng là 340 g, đọt 1 đi 9 là cứng 50, đọt 2 ly 2 cứng 80. Giá công khai cây số 14, giá là 1,2 triệu anh em. Đó. Thì nó có chỗ xuất khác thế này à. Thôi giảm giá luôn cho anh em, 14 1,2 triệu. Thì em ghi sẵn chưa. Đó. Đây. Sau là cho anh em xem nhé. Để cần sao để báo anh em vậy luôn. Đó. Xước sáp thế này thì không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người. Đó. Thì bao cho anh em kiểm tra nhé. Chốc lớp sân bóng. Rồi, tiếp theo là cây số 15. Thì cây số 15 lên cho mọi người là một cây còn full hợp nha anh em. Đó, cây số 15 còn full hợp. Thì cây số 15 lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Tắc Cột. Đó, cây cần của Alpha Tắc Cột. Thì cái này 3 đọt nha anh em. Đó, 2 khúc 3 đọt. Một đọt cứng 30 50, một đọt cứng 50 80, một đọt cứng 80 120. Thì cái này thu gọn chiều dài đọt của nó là 1m38. Nặng là 328 g. Đây anh em. Thông số đọt đây, đọt 1 ly 4, đọt 1 ly 9, một đọt 2 ly 3. Độ cứng tầm 50 80 và 120. Đó. Hàng có rủi xuất nhập cho anh em, hàng của Hàn Quốc xuất nhập, hàng qua Alpha Taco. Thì cây số 15 đây anh em, cây số 15 hàng rất là đẹp luôn. Đó, có hộp, không có túi. Anh em thích thì em chọn cho anh em, tặng cho anh em cái túi luôn. 3 đọt. Dạng carbon sẵn hai da anh em. Rất là mới luôn, mới qua còn ngầu nữa chứ. Bát bát Fuxi nè. Đó. Phen là phen Fuxi. Carbon sống thế này đây còn gì bằng anh mọi người. Rất là mới và xịn. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp nha. Đó. Một số anh em câu thì anh em thích đọt tháp hơn, nó báo cá nhạy hơn đọt carbon. Đóng nó thì cũng rất ít nổ bậy. Đó. Rất là đẹp cho cái thôi. Thôi khỏi chê đâu được. Bát cũng rất là xịn luôn nha anh em, bát Fuxi. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu cộng ship. Thì anh em cần báo em chụp cận cảnh cho nha. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây cần của NFT, một cây NFT sẵn hai da Power Lock. Phen là phen Fuxi, phen cầu. Nè, phen Fuxi, phen cầu, phen biển. Bát đây nè, bát Fuxi Spen carbon sẵn. Sẵn Power Lock. Cái này cứng 80, dài 3 m, độ cứng cực kỳ chuẩn cho anh em câu cha, anh em cục cha, cục chim, cục chép. Đánh lăng xê. Đó. Sẵn ít nè, carbon sẵn dạng Power Lock. Bô chống sẵn. Anh em. Thì cần nó có xước xác nè, đó, xước xác. Dạng giống như dạng chốc lớp sân bóng thôi anh em, chốc lớp sân bóng thôi. Anh em nào không quan trọng ngoại hình, chất lượng thì hốt em nó về, đánh thì vô tư luôn á. Thì cái này nặng là 160 g, đọt là 3 ly. Giá công khai, giá công khai cây này là 1,3 triệu anh em, 1,3 triệu. Cây số 16 1,3 triệu. Tiếp theo hai cây cuối cùng, hai cây dạng bạo lực đó anh em, hai cây bạo lực. Thì cây số 17, cây số 17 em lên cho mọi người là một cây hàng của hàng mất tiêu cái tên này. Cây này hàng của Bittat nha nè, Bittat. Phen là phen Fuxi, dạng phen cầu anh em, phen biển. Đây. Đó. Thì cái này cứng 200, dài H7, hàng của Korea xuất nhập. Chất liệu là carbon pha. Đó. Đó.
Thì cái này cho anh em câu biển nè, anh em câu cha, câu ba sa, bông lau đó, rất là chắc luôn. Phen này đánh biển khỏi chơi rồi đó, bù bù chống sắn, phen là bao ok anh em, nó bị oxy quá thôi chứ không ảnh hưởng gì hết đó. Sứ lỗi sứ thì bao đẹp rồi. Thì cái này cứng 200, dài 2m7, nặng là 630g, đọt là 5.3 cho anh em. Giá công khai cây số 17 giá là 1.2 nhé, 1.2 cây số 17. Tiếp theo cây số 18, cây cuối cùng. Thì cây số 18, cây cuối cùng này nó còn túi nha mọi người, còn túi luôn. Thì cây số 18 đây cho mọi người một dòng cần đai qua Holylock, dòng carbon vicker, dạng sắn quẩy cá mọi người, carbon thay da. Phen là phen cầu, phen biển anh em, phen biển Fuji. Đây, phen còn rất là mới luôn. Thì cái này ngoại hình nó mới ra tầm khoảng 95% anh em, rất là mới. Bass là bass đai qua. Đó. Carbon sắn ít. Nè, rất là mới luôn. Cứng 120 và H7 anh em, cứng 120 H7 chỉnh cho anh em săn hàng. Đó, đánh tra thịt cũng được. Cục biển. Sắn nhất tới ngọn nha anh em. Bu là bu Fuji chống sắn, bu dạng bu xít nha mọi người. Rất là mới luôn, mới và đẹp nữa. Carbon Vicker, sắn hai da. Khỏi che ra được. Cái này ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nha anh em. 93%. Keo chỉ còn ok nè, đó. Rất là đẹp luôn. Phen đề ba đây. Đó. Thì cái này cứng 120 và H7, nặng là 450g, đọt là 3.1 đó. Rồi, giá công khai cây số 18, cây cuối cùng giá 1.8 cộng ship nha. Rồi, đó tổng cộng 18 cái cần em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Hôm nay anh em liên hệ số điện thoại em để trên góc màn hình bên đây. Rồi, cảm ơn anh em.